Chào mừng các bạn đã đến với kênh La La Luna của Anna và Lily. Nếu như các bạn chưa đăng ký kênh của tụi mình thì hãy nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video nào của tụi mình nhé. Trong video ngày hôm nay, Lily mời các bạn cùng với Lily vẽ chú thỏ con và củ cà rốt nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ định hình cái vị trí của cái đầu của chú thỏ và cái thân của chú thỏ cũng như là củ cà rốt bằng cách là chúng ta vẽ phác. Đây, vẽ phác như thế này. Đây là vị trí của củ cà rốt này. Cái việc mà chúng ta định hình trước ấy thì chúng ta sẽ, khi vẽ chúng ta sẽ không bị lệch cái bố cục vì chúng ta đã chia mảng nó phù hợp theo cái tờ giấy rồi. Thì cái hình tròn sẽ là cái đầu của chú thỏ. Thì bây giờ Lily sẽ vẽ nó chi tiết này bằng những cái đường, cái khuôn mặt như thế này. Cái má thì hơi phính ra một chút này. Đó. Tiếp theo là cái má bên này. Má bên này cũng phính hơn một chút, phùng phùng ở cái má đó. Và bên trên này là hai cái tai. Chúng ta chưa cần quá là trau chuốt nhé. Đây là chúng ta vẽ kiểu phác lần một. Đây là vị trí của hai cái tay, hai cái tay của chú thỏ. Tiếp theo là chỗ này Lily sẽ vẽ một vài cái túm lông. Một vài cái túm lông mà nó bị nó đi ra cái bên ngoài á mà chúng ta nhìn thấy được. Chỗ này là vẽ cái chân này, hai cái chân, một cái đường vòng đi lên, không nhất thiết là phải tròn trịa đó, thì cho nó tự nhiên. Chỗ này là cái đuôi của chú thỏ này, chú thỏ này đang nằm thế nên là một chút đuôi bị lộ ra. Tiếp theo là cái mắt. Lily sẽ vẽ hai cái hình tròn, hai cái hình kiểu bầu dục ở cái đoạn này. Đó, tô đen. Tiếp theo cái mắt bên này. Ok. Tô đen lên. Chỉnh sao cho hai cái mắt nó tương đối là đều nhau. Đó. Xong rồi, bây giờ thì sẽ đến cái mồm này. Cái mồm theo cái chiều ở mặt hơi phụng phịu một chút. Tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái bước vẽ phác thêm một lần nữa, là nắn nót hơn, tỉ mỉ hơn. Và chúng ta sẽ thấy bớt những cái đường cũ đi này. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cẩn thận lại bằng những cái đường chì. Này chúng ta sẽ trau chuốt hơn và định hình lại cho cái bức tranh của mình. Thì tí nữa chúng ta còn có một cái bước cuối cùng, đó là chúng ta dùng cái bút bút mực đen của chúng ta, gọi là bút mực đen nhưng mà bút mực vẽ nhá, để vẽ lại nữa cơ. Đó, những bước vẽ là nó về cơ bản là như vậy đó. Đây thì Lily cũng vẽ những cái túm lông lộ ra như thế này ở cái tai của chú thỏ. Thì nếu như chúng ta vẽ như là một bông hoa, hai bông hoa thì những cái bức tranh đơn giản thì có thể là không cần chia bố cục, nhưng mà với những cái bức tranh mà phức tạp liên quan đến ví dụ như con người này, hoặc là động vật, hoặc là những bức tranh bông hoa mà có hoa gần hoa xa, hoa to hoa nhỏ, thì chúng ta cũng nên chia bố cục ra. Nó Lily đang nắn nót lại, tỉ mỉ lại này. Ở cái đoạn này thì chúng ta sẽ cho cái phần cổ ngắn hơn một chút, để cho cái thân của chú thỏ thêm mũm mĩm mập mạp cho dễ thương.
tẩy đi bớt những cái đường thừa của lúc nãy chúng ta chưa tẩy hết để cho nó đỡ lẫn. Đây. Các bạn thấy là Lily khá là tỉ mỉ ở cái lượt vẽ này. Đó. Chúng ta vòng cái thân xuống này. Ok. Vòng cái thân xuống này. Ở chỗ này là độ cần hai cái túm lông đi ra thôi, không cần nhiều quá. Ok. Tiếp theo đó là Lily sẽ vẽ cái hình của quả của cà rốt. Đây những cái đường vân. Cà rốt thì hay có những cái đường vân đúng không? Những cái đường sống như vậy. À, cũng vẽ phác phác thôi, quả cà rốt. Tiếp theo là vẽ đến cái lá của cây cà, của cái củ cà rốt. Đây sẽ vẽ hình đầu tiên, sẽ vẽ như là cái hình của hạt hạt gì ta, hạt cashew là hạt hạt đậu phộng hả? Hạt điều. Đấy, rồi uốn xung quanh như vậy cũng khá là đơn giản thôi. Đây cái lá này. Chúng ta sẽ tẩy đi cái phần mà cái lá nó che đi rồi thì chúng ta không nhìn thấy nữa, nên là chúng ta cũng tẩy nó đi này. Tiếp theo là cái mặt này, cái miệng thì Lily quyết định là chuyển sang mặt cười đi cho nó dễ thương đáng yêu, mà kiểu như là con thỏ mà được nằm cạnh cà rốt thì thường rất là thích, rất là vui, bởi vì là sắp được ăn ngon, ăn cái món mà mình yêu thích. Ok, bây giờ thì là bước cuối cùng là bước Lily dùng cái bút mực này để vẽ lại những cái đường chì vừa rồi. Thì bước này khá là quan trọng bởi vì là chúng ta không tẩy được nữa đó, thì chúng ta vẽ vẽ cẩn thận, sau đó chúng ta sẽ tẩy cái đường chì cũ đi thì sẽ được một cái bức tranh rất là sáng. Thì ở đây Lily có vẽ những cái đường nét thanh nét đậm khác nhau, những cái chỗ mà bị khuất thì Lily sẽ tô thêm cái đường đậm để cho nó đậm hơn. Đây là cái tay này. Tiếp theo là cái phần thân. Dừng lại ở đây để tí nữa chúng ta sẽ lấy chì tẩy đi cái phần bên kia đó, cái chân nó bao phủ này, chân. Ok, tiếp theo là cái đuôi, đôi mắt thì chúng ta sẽ tô bằng những cái đường kẻ nhỏ gần nhau như thế này. Thực ra thì khi mà chúng ta vẽ cái ý tưởng ban đầu ấy, chúng ta cứ vẽ theo cái mình, ví dụ như bây giờ thực sự là Lily đang phân vân là nên tô đen xì hẳn đôi mắt hay là tô những cái đường sọc liền nhau, thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy sau khi vẽ xong rồi mà chúng ta thấy nó không ổn lắm thì chúng ta có thể là thay đổi nó, không không có vấn đề gì cả, không nhất thiết là những cái lần vẽ đầu tiên phải hoàn hảo. Ok, bây giờ là lúc mà Lily vẽ xong cái lá của cái củ cà rốt. Lá cuối cùng. Ở bên Mỹ thì động vật rất là thân thiện với con người. Lily nhìn thấy thỏ và sóc suốt ngày ở ngoài vườn nhiều lắm và không có ai bắt chúng cả. Bây giờ là chúng ta sẽ làm tẩy này. Sau khi mà chúng ta đã vẽ xong rồi
thì chúng ta sẽ dùng tẩy để tẩy đi cái lớp chì. Các bạn chú ý là hãy để cho cái bút mực của chúng ta khô một chút, khô đi thì chúng ta tẩy để nó không bị lem. Tẩy rồi thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta được một cái bức tranh nó rất là sáng. Ok, xong rồi. Ở phần tô màu thì Lily sẽ đánh má cho cái chú thỏ sau nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian vẽ tranh cùng với Lily ngày hôm nay. Nếu như các bạn yêu thích cái video này thì đừng quên ấn like và ấn share để ủng hộ cho Lala Luna nhé. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tô màu nha.